Baby Palm. Vâng, lại là một kèo khó. Nói gì thì nói, cái độ ổn định của Palm ở trong cái Mazda này là rất cao. Bài đẹp 9 đầu tay và bài bình thường thì cũng kích được đầu 10 rồi. Rừng rừng vâng, tôi nhìn thấy cánh rừng này là tôi biết có hy vọng thắng rồi. Có rừng ốp một bên như thế này thì game thủ trẻ của chúng ta có thể căn ngang e từ cái dãy vàng, tí nó chỉ căn nhà BB, BM, BBA dọc cái cánh rừng đấy. Đánh Palm thì nó là một loại quân có thế mạnh về ép đòi công gắt, nhưng mà phát triển thì không phải phát triển được như các quân khác đấy, đúng rồi. À đây lại một rừng nữa luôn, đẹp hơn. Nói chung quân gì đánh mấy Palm cũng chỉ cần thủ được giai đoạn đầu là sẽ thắng là cũng cao. Đúng rồi anh. Vâng, rừng rất là nhiều, chỉ sợ bây giờ có toàn nguyên thôi. Bài này tôi nghĩ là chỉ sợ bài Palm là khỏe về lực, kích đòi đào khỏe lực, chứ không sợ bài Palm mà ép dị nhưng mà không kích được bánh mua đặc ngà một hai đò, xong không kích được bánh xe ngay thì cũng không vướng. Vì đây đã bài Baby chắc chắn sẽ lên tầng muộn nhưng mà sẽ không được nhà. Anh Phi yêu hơi lằng vặng tí nhưng mà thôi không sao. Vâng, e. Vâng, đội gỗ xây e mất ạ. À xây rồi. 1 2 3 4 5. Hiêu 5. Quả đầu thì 6 rồi. Cái này thì thiếu tương đối nhiều đồ đây. Đây, công một voi này và vẫn thiếu một đồ nữa. Vẫn phải câu, không câu thì sẽ không có cửa. Vâng, tách dân quả đầu là vừa rồi. Anh đánh là rất chuẩn chỉ. Vâng, có một bầy hươu xa xa. Khả năng là anh vẫn phải cố gắng mà chơi cái bầy hươu này thôi. Không ăn thì không có gì. Vâng, anh sẽ đánh 25 hay 26. 25 cộng 1 đã muộn thì chơi mẹ nó 26 27 luôn. Xin lỗi mọi người là tôi chửi bậy tí. Tôi thấy bài của game thủ trở lại đen quá. Bốn con hươu sẽ là được 600 thì ăn nhanh, thì chỉ 500 thịt. Con voi là được 250 nó 750. Vâng, ăn hết cái này tôi nghĩ là vẫn sẽ thiếu một chút thịt để kích đòi 18%. Vâng, phải rất là đẹp. Tôi thì chỉ dự đoán là trận này là thịt sẽ rơi vào khoảng độ 770 thịt là cùng. Không biết là không. Vâng, anh có vẻ là cũng thấy thế nên anh đã quyết định cắt dân đi ăn. Bài tương đối xấu, khó mà đánh được. Lên đòi chắc rồi. Vâng, 14-2 mà Palm vẫn chưa lên đòi.
Đây cũng là một bài palm xấu. Chứng tỏ là palm trận này cũng đã kích ngoài hơn 11. Vâng, game thủ trẻ chúng ta trận này tôi đoán là sẽ kích đòi khoảng độ ngoài 12 rồi, không thể nào trước 10, trước không thể nào cuối 11 được. Thôi không sao. Bài đâu phải lúc nào nó cũng đẹp, gặp những bài này chán đánh lắm, nhưng mà thôi, đánh vui thì mình có thể là quýt luôn, nhưng mà đánh giải thì các game thủ đều rất là cố gắng. Mọi người hãy thông cảm. Nhiều lúc là mình xem thì cứ nghĩ là tham đè mạnh này, cứ bảo người ta chạy cố, nhưng mà người ta cũng muốn cố gắng đánh. Theo tôi là ý kiến riêng của tôi thì là tên vừa rồi không nên mua giò, cứ bò kín nhà và kích cái chặt gỗ mua giò tầm này lên nhà, nó cũng có quân chả giải quyết được gì. Vâng, rất là may mắn. Nhà đã kín. Đống dân này theo tôi là anh chạy hết về một góc cuối bản đồ thì còn sống sót được. Không nhà kín được thì con giò nó chả tìm ra. Cứ chạy giữ dân đã, còn sống là còn hy vọng. Vâng, có vẻ anh căn vừa đủ kích bánh xe thì anh mới chạy. Không, anh vẫn mua lạc gà trước. Có một bãi vàng. Vâng, hóa ra nhà góc này tôi đang nghĩ là liệu có bỏ sót nhà không. Vâng, rất là may mắn nếu mà bãi của mình là không có thể là trận này đã có khả năng trận thắng rồi. Vâng, rất là chắc bài 2L1A. Sau đây là sẽ có tơn là cung tơn cung gờ gặp đặc đà. Cung gờ là rất là khó chịu, cứ phải một nờ sóc đều thôi. Đập luôn A ở trong, kích bánh xe rồi nên đập A ở trong. Vâng, đoạn viên G-Man vừa khẳng định bài này là phải nên thẳng chúng ta không bánh xe gì hết, nên luôn còn có cửa. Nhưng mà chưa ăn được dân nó nên thì nó cũng vứt tay A rồi. Còn hai con đấy theo tôi là anh nên để ở nhà. Anh đi bây giờ lại có một tơn đặc đà với mấy con cung gờ nó bắn nè. Hay mà, đấy, chém con gờ trước. Chém con gờ trước là được. Anh nên mang dân lên trong tư thế sẵn sàng tập này để cao cảnh giác. Vâng, 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 họ rất là nhanh. Đang bị đục e mà anh mãi đã loạn quá. Rất là may họ lại chém tiếp, tơn rất là buồn cười. Đừng sóc cân nữa nhỉ, sóc cân là vâng, ý tưởng lớn gặp nhau, Pam là cũng có ý định bác dân đi ăn hoang. Vâng, Pam thì đã có bánh xe nên là anh rất hổ báo cáo trồn đập dân của baby. Thôi được rồi, mình cứ nhường họ một chút. Vâng, dân Pam đã chạy về góc đấy và rồi cái giếng nó đổi màu, mọi người có thể thấy. Vâng, anh vội vàng quá, đáng nhẽ cứ để cho nó ăn đã rồi vào chém hay hơn. Chắc là anh là máu trả thù cho mấy thằng dân vừa bị bắt nạt. Vâng, công ca dị thì thôi rồi, vô đối luôn. Tờ này vào rồi.
bay nhà mất. Rất bất ngờ anh là 1-2 là công ca chứ không phải là bây giờ chấm mặt gà. Tỷ số sẽ là 2-0 lên được A rồi mà rất khó. Thế mạnh đến giờ mà không xin dò hẳn đấy, không nhà nó chặt gỗ luôn đúng không? Xin dò chả giải quyết được gì, dò lên đến nơi thì đã lên đời sau thì nó cũng có quân thì dò lại dò ô mô gọi chọc được hai dân thì là hiếm lắm ấy. Đã lên muộn là cứ đánh thủ, thủ toàn tập rồi. Ôi em nghe vâng cái bàn đồ rồi ai nó đang tâm lý à. Bài nó đen, hôm nay bài đánh ngày hôm qua đánh bài nó đen này. Mấy bài xấu à? Alo, alo. Xin kính chào quý vị khán giả của Game TV. Và sau đây là cặp đấu tranh 3-4 của giải liên tỉnh, giải đấu liên tỉnh toàn miền Bắc. Kèo đấu diễn ra giữa hai game thủ